Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của công ty Hàng Nhân Việt Nam. Mình là Lộc, nhân viên kỹ thuật công ty. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu cảm biến nhiệt độ loại K. Rồi, trên tay mình đây đang cầm là cái đồng hồ nhiệt A4. Cụ thể mà nó đang là K4-2A, một con cảm biến nhiệt độ loại K. Đây, cảm biến nhiệt độ loại K. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu vào cho cái đồng hồ thôi. Loại K thì nó sẽ có hai dây là cộng trừ, trắng trừ, đồng. Rồi, cảm biến trong cái đồng hồ nhiệt thì mình sẽ đấu như thế nào? Đầu tiên là các bạn cần phải xác định cái chân đấu nguồn gì cho nó trước. Ở đây mình sẽ đấu nguồn cho nó vào cái chân là 56. Đây, chân 56. 56 thì tương ứng các bạn nhìn ở bên đây nó có cái sơ đồ. Sơ đồ của nó để chọc theo cái hàng này. Chân 5, chân 6. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đấu cái gì cảm biến vào cho nó. Cảm biến thì các bạn đấu vào chân số. Đây, nó ghi là TC. TC là 10 và 11. 11 thì cái hàng bên đây. Các bạn dò từ chân số. Rồi, thì mình sẽ dò tới 7, 8, 9, 10, 11, 11 và 12. Ủa, 10 và 11. Rồi, đấu vào hai chân này tương ứng với 10 cộng và 11 chân. Rồi, chân cộng đây, đấu vào rồi. Ủa, nãy quên cái gì quên rồi. 10 cộng, 11 chân. Đây là 10 cộng. 10 cộng và 11 chân. Cảm biến thì mình không khuyến khích là dùng đồ cốt nha, các bạn có thể đấu trực tiếp vào luôn, không cần phải qua không qua cái đồ cốt để cho nó đỡ cái hiện tượng mà đi chở nó lên thêm cái dòng lên làm cho chúng ta bị sai lệch. Nhưng mà nếu mà các bạn có nhưng mà cũng không bao nhiêu, chỉ có sai số tí xíu thôi, không quan trọng luôn. Rồi, đây là dây nguồn nha, nguồn 220 luôn. Tiếp theo mình sẽ cắt nguồn cho nó. Nếu mà các bạn mua cái đồng hồ chưa có cài đặt gì hết á, thì khi mà cắt nguồn vào á, thì nó sẽ hiện cảnh nó ca luôn. Rồi, nó nhận cảm biến nó ca luôn. Nhiệt độ đang là 18 độ, trong phòng mình mới lạnh nha. Tìm cách cho nó lên độ thôi. Đó, lên 19 độ. Rồi thì nếu mà các bạn mua cái loại mà mới luôn á thì về không cần cài đặt gì hết, cấp nguồn vào nó đã lên rồi. Nếu mà các bạn cần cài đặt nhiệt độ lại thì các bạn giữ nút mode thì nó mũi tên qua trái trong 3 giây. Hai nút trong 3 giây nha. Rồi, vào cái hàm đầu tiên INB là cài đặt ngõ vào cảm biến thì các bạn nhấn mũi tên qua. Nó nhấp nháy, các bạn nhấn lên. K2 là có dấu thập phân, K1 là không có dấu thập phân. Bây giờ mình cài là K2. Nếu các bạn cần cài đầu dò loại khác thì mình có thể cài tùy theo ý mình. Rồi, nhấn giữ nút mode. Nhấn nút mode một lần để lưu lại. Sau đó nhấn giữ nút mode để thoát ra. Rồi, đây là cài lại FV cho nó thôi. Các bạn có thích thì cài lại 100, 200 nha, tùy mình. Cài là 100 nha, on set. Rồi, nhấn giữ nút mode lần nữa để thoát ra. Rồi, như vậy là đã xong. Nó sẽ hiển thị được cái dấu thập phân này. Rồi, thấy chưa? Nếu bạn cảm thấy video này hay hữu ích thì vui lòng để like, subscribe cũng như là share cái video này cho các anh em kỹ thuật khác cùng nhau biết. Xin chào và hẹn gặp lại.